Cả nhà nhé, hiện nay mình đang có mặt tại hồ thủy lợi Phước Hòa. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đầu đập thủy lợi Phước Hòa, nằm trên địa bàn của xã An Thái, huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương. Và phía bên kia là xã Minh Lập của huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Đập thủy lợi Phước Hòa do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi hồ Dầu Tiếm Phước Hòa thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Các bạn biết không, đập thủy lợi Phước Hòa được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2008. Như một sự ngẫu nhiên đầy thú vị mà không hẹn trước, thời điểm tôi đến cũng là tháng 8, nhưng là tháng 8 của năm 2019. Đập được khánh thành và đi vào hoạt động tháng 11 năm 2011. Như vậy, đến thời điểm này là 11 năm rồi. Với lòng hồ rộng 2077 ha, thủy lợi Phước Hòa có nhiệm vụ cải thiện môi trường và chất lượng nguồn nước vùng hạ du của sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. Đập thủy lợi này cung cấp nước thô phục vụ dân sinh và hoạt động công nghiệp cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Đồng thời cấp nước tưới cho hơn 58.360 ha đất nông nghiệp của các địa phương này. Vâng. Hồ Phước Hòa cùng với hồ Dầu Tiếm trở thành một biểu tượng của vùng đất Đông Nam Bộ. Công trình thủy lợi của hai hồ này vừa được đưa vào danh sách hồ thủy lợi cấp quốc gia cần được bảo vệ và sẽ được bổ sung thêm công năng phát triển du lịch. Phong cảnh ở đây thì bồng bềnh mây nước này, thơ mộng, rất đẹp. Ai đi ngang qua con đường trên bờ đập này cũng phải dừng xe lại. Các bạn biết để làm gì không ạ? Vâng, để làm một vài kiểu ảnh ghi lại cái dấu chân mình đã đặt qua con đập này. Còn tôi thì làm vlog.